Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm. Tập 1498. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Thông. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 10 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem tiếp tiết khai thị cuối cùng thuộc đoạn thứ 3 của phần biệt hiển, trong lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Dĩ tư thập nhất, phối thượng đáp trung, tổng biệt thập nhất đoạn, văn tịnh khả tri, thông biệt giao lạc, ưng thành tứ cú, dị nhất thiết nguyện thành nhất đức, nhất thiết nguyện thành nhất thiết đức đẳng. Dĩ nhân nguyện nhất đa tương tức, cố thành đức, diệt nhất đa dung dung. Chúng ta xem đoạn này. 11 đoạn thuộc phần biệt hiển trong phần trước chúng ta đã đọc rồi. Biết phải nên học tập như thế nào? Ở đây là tổng kết 11 đoạn ấy. Phối ứng câu trả lời của Văn Thù Bồ Tát. Với những câu hỏi của Trí Thủ Bồ Tát trong phần trên. Mười một đoạn ấy phối hợp với kinh văn rất rõ ràng. Nhưng câu quan trọng nhất vẫn là câu trả lời đầu tiên của Ngài Văn Thù. Nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Chúng ta phải nhớ kỹ câu này. Then chốt trong sự học Phật là ở chỗ quý vị có biết dụng tâm hay không. Khéo dùng cái tâm là gì? Mười một câu ấy đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Mười câu trong phần biệt hiển và một câu trong phần tổng hiển, tổng cộng là 11 câu. Bồ Tát từ bi chỉ sợ chúng ta chẳng có cách nào thực hiện. Khéo dùng cái tâm tức là trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, xử sự, đãi người tiếp vật, dụng tâm như thế nào? Tâm là đại bồ đề tâm. Nay nhằm thuận tiện
Bà Đạo Phù Thí Sinh. Chúng tôi diễn tả Đại Bồ Đề Tâm bằng 5 câu, chẳng phải là 3 câu. Trong kinh luận đều nói bằng 3 câu, nói thông thường là 3 tâm. Trong Phật môn thường nói tam tâm viên phát, chính là ý nghĩa này. Viên là viên mãn, ba tâm ấy phát xuất viên mãn. Đó là hạng người nào? Chính là sơ trụ Bồ Tát, hoặc còn gọi là phát tâm trụ. Ba tâm thật sự phát xuất viên mãn, không chỉ là chẳng ở trong lục đạo, chẳng ở trong mười pháp giới, mà người ấy đã đạt đến nhất chân pháp giới, đến thế giới cực lạc. Các đồng học niệm Phật cầu sanh tịnh độ phải biết. Vì sao? Điều này có liên quan đến chuyện quý vị có thể giảng sanh trong tương lai hay không. Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy minh bạch. Quý vị xem hai phẩm Tam Bối Giảng Sanh và Giảng Sanh Chánh Nhân sẽ thấy giảng rõ ràng lắm. Bất luận là thượng bối, trung bối hay hạ bối, cho đến nhất tâm tam bối, hễ tu học những pháp đại thừa khác thì điều kiện để giảng sanh là tám chữ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị chỉ biết nhất hướng chuyên niệm, chẳng phát bồ đề tâm, trong tương lai đến khi lâm chung chẳng thể giảng sanh, cũng đừng nên trách Phật, Bồ Tát, cũng đừng trách móc kinh điển. Người ta đã giảng rõ ràng. Đối với tám chữ, quý vị chỉ thọ trì bốn chữ, chẳng có phát bồ đề tâm, chẳng được rồi. Bồ đề tâm là gì? Chớ nên không hiểu rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Mã Minh Bồ Tát giảng là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Hợp chung kinh luận lại để xem sẽ thấy rất rõ ràng. Chúng tôi vẫn sợ các đồng học mới học chẳng thể liễu giải minh xác những ý nghĩa được bao hàm trong Bồ Đề Tâm. Vì thế mới bất đắc dĩ nói thành năm thứ tâm. Chúng tôi gọi chí thành tâm và trực tâm là chân thành tâm. Thâm tâm chẳng dễ hiểu. Thâm tâm là tự lợi, có nghĩa là quý vị dùng cái tâm gì để đối đãi chính mình. Đấy chính là khéo dùng cái tâm. Hễ khéo dùng cái tâm để đối đãi chính mình thì là thâm tâm. Chúng tôi nói ba cái tâm ấy, mọi người sẽ dễ hiểu. Ba tâm ấy chẳng phải là nói tùy tiện. Trong tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ đấy nhé, quý vị nói xem ba tâm ấy quan trọng cỡ nào. Tựa đề kinh nêu ra thanh tịnh, bình đẳng giác. Đối đãi chính mình thì phải biết tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là quyết định chẳng ô nhiễm. Quý vị nghĩ xem, hễ có ý niệm ích kỷ, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Quý vị còn có tiếng tâm, lợi dưỡng, còn có ngũ dục, lục trần, còn có tham, sân, si, mạng, thảy đều chẳng thanh tịnh. À,
Vì thế, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạng, thảy đều phải buông xuống. Chúng ta mới có thể đạt được cái tâm thanh tịnh. Đấy là đối với chính mình. Tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng thì quý vị chẳng có ngạo mạn. Đối đãi hết thảy chúng sanh đều giống như đối đãi chư Phật. Trong Đại Kinh thường nói sanh Phật bình đẳng, nghĩa là chúng sanh và Phật bình đẳng. Chúng ta lễ kính chư Phật như thế nào sẽ lễ kính chúng sanh như thế ấy. Làm sao có thể giải đãi khinh mạng cho được? Phổ Hiền Bồ Tát chính là pháp tối thượng thừa. Đối với giác, tôi thêm vào một chữ chánh, thành chánh giác. Giác chứ không mê. Đấy là đối với chính mình. Hiện thời nói thì dễ lắm, thực hiện rất khó khăn. Thực hiện như thế nào? Đọc tụng Đại Thừa. Nếu có cơ hội nghe kinh sẽ càng tốt hơn. Kinh chẳng thể không nghe, kinh chẳng thể không đọc. Nếu quý vị chẳng nghe kinh, chẳng đọc kinh sẽ thoát lìa Phật. Thoát lìa một ngày, quý vị đã bị xã hội, đấy là một cái giò nhuộm lớn, quý vị đã bị nó ô nhiễm một ngày. Hai ngày không nghe kinh, quý vị đã bị ô nhiễm hai ngày. Ô nhiễm nghiêm trọng. Trong là tập khí phiền não rất nặng, ngoài là hoàn toàn ô nhiễm. Chớ nên không biết điều này. Phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa ô nhiễm là đọc tụng Đại Thừa. Ta hàng ngày tiếp cận Phật, Bồ Tát. Đối với sự ô nhiễm trong xã hội hiện tại, ô nhiễm nghiêm trọng nhất là TV và điện ảnh. Đối với âm nhạc và nhảy múa trong hiện thời, quý vị hãy ngẫm xem, có gì chẳng phải là ô nhiễm? Ngay cả quảng cáo thương nghiệp, chúng ta ra phố, quý vị nhìn thấy thứ này, thứ nọ, quý vị có thể chẳng bị ô nhiễm hay không? Người chẳng bị ô nhiễm chính là thánh nhân. Thánh nhân là người đã hiểu minh bạch. Quý vị còn bị ô nhiễm, tức là kẻ hồ đồ. Người minh bạch là giác. Người ấy chẳng bị ô nhiễm, chẳng tiếp xúc. Người ấy hàng ngày tiếp xúc thánh hiền, tiếp xúc kinh điển, chính là tiếp xúc thánh hiền. Đọc sách thánh hiền trong thế gian và suốt thế gian, có niềm vui trong ấy. Đối với chính mình là đã khéo dùng cái tâm để đối đãi chính mình. Khéo dùng cái tâm đối đãi người khác thì gọi chung là từ bi. Đại từ đại bi. Lòng từ bi ấy chẳng có điều kiện. Thấy người khác bị khổ bèn giúp đỡ họ. Dẹp khổ là bi tâm. Giúp cho người khác được vui là từ tâm. Vì thế, ý nghĩa của hai chữ từ bi là cứu khổ, giúp cho người khác được vui, lìa khổ được vui. Giúp họ lìa khổ là bi tâm, giúp họ được vui là từ tâm.
phải lìa khổ rốt ráo, đạt được niềm vui rốt ráo, đấy là chân từ bi. Thoát lìa nỗi khổ rốt ráo, nỗi khổ trong lục đạo, nỗi khổ trong tam đồ. Quý vị làm thế nào để có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh thoát lìa lục đạo luân hồi, giúp đỡ hết thảy chúng sanh giảng sanh tịnh độ, giúp đỡ chúng sanh viên thành Phật đạo, đấy chính là đạt đến niềm vui rốt ráo. Những chuyện này thực hiện từ nơi đâu? Nhất định là phải làm bắt đầu từ bản thân. Chúng ta còn chưa đọc đến phần kệ tụng, nhưng đọc lời vấn đáp giữa Trí Thủ Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát trong đoạn trước. Đoạn văn ấy cũng khá dài. Chúng tôi cũng đã nói rất chi tiết, rất nghiêm túc học tập. Bồ Tát từ bi, vấn đáp toàn là dạy chúng ta phải thực hiện từ chính bản thân. Do vậy, tu trì trong Phật Pháp không ở bên ngoài, mà ở nơi chính mình. Đã tự độ rồi, sau đấy mới có thể độ kẻ khác. Nếu chính mình chưa đắc độ mà mong độ kẻ khác, chẳng có lẽ ấy. Lời này do chính Đức Phật dạy. Muốn độ chúng sanh, trước hết phải độ chính mình. Chúng ta hy vọng hết thảy chúng sanh đạt được tâm thanh tịnh, chính mình phải đạt được cái tâm thanh tịnh trước đã. Chính mình phải chẳng bị ô nhiễm trước đã. Chúng ta muốn giúp chúng sanh đạt được cái tâm bình đẳng, bản thân chúng ta phải đoạn tham, sân, si mạng trước. Đoạn chẳng được, trước hết là phải chế phục chúng, tức là phải nguội bớt tham, sân, si, mạng, phải giảm nhẹ. Mỗi năm một nhẹ hơn, tức là công phu của chúng ta có tiến bộ. Đấy là chuyện tốt đẹp. Chẳng thể nói là đã học bao nhiêu năm, tham, sân, si, mạng vẫn chẳng biến đổi một phần nào, vẫn y như cũ, chẳng có tí xíu tiến bộ nào. Nếu tham sân si mạng mỗi năm một tăng trưởng, vậy thì quý vị thứ gì cũng chẳng học được. Nói theo Phật Pháp, quý vị mỗi năm một thụt lùi, làm sao có thể đạt thành tựu cho được? Hiện thời Phật Pháp khó khăn, khó ở chỗ quý vị không buông xuống được. Quý vị buông xuống được sẽ chẳng khó, nhưng có chịu buông xuống hay không, vấn đề này chính là giác hay mê. Người mê chẳng chịu buông xuống, người giác mới buông xuống. Vì thế giác là thấy thấu suốt, thấy thấu suốt sẽ tự nhiên buông xuống. Buông xuống lại giúp cho quý vị thấy thấu suốt, thấy thấu suốt từng tầng một. Buông xuống từng tầng một, từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai là 52 tầng cấp, thì mới có thể thành tựu. Học Phật, các đồng học Tịnh Tông đều biết, thuận tiện nhất, ổn thỏa nhất, cũng như tốc độ nhanh nhất, thù thắng nhất, không gì hơn nổi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ,
khai thị trọng yếu nhất trong niệm Phật cầu sanh tịnh độ là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước của quán kinh, phát Bồ Đề tâm, đọc tụng Đại Thừa, trong ấy còn có một câu tin sâu nhân quả, tức là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Câu sau đó là vì người khác diễn nói. Diễn là gì? Biểu diễn. Ta dùng gương tu hành của chính mình để biểu diễn cho mọi người thấy. Đấy là diễn. Sau khi kẻ khác trông thấy, sẽ hướng về quý vị thỉnh giáo, quý vị lại giảng cho họ. Họ sẽ hiểu rõ, cũng mong bắt chước, cũng mong học theo quý vị. Bản thân quý vị chẳng có thành tựu, người ta sẽ không hỏi, không học theo quý vị. Bản thân quý vị phải nêu ra được thành tích tu học. Trong phần trước đã nói về điều này rất nhiều, trong phần sau sẽ còn nói đến. Trong lời tổng kết, nhất thiết nguyện thành nhất đức. Nhất thiết nguyện thành nhất thiết đức. Đấy chính là như Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một chính là nhiều, nhiều chính là một, một và nhiều chẳng hai. Hết thảy các nguyện thành một đức. Một nguyện thành hết thảy các đức. Đấy mới là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Như Thanh Lương Đại Sư đã nói, nhất đa tương tức. Sau đấy, Ngài nói, dĩ nhân nguyện nhất đa tương tức, có nghĩa là một chính là nhiều, nhiều chính là một. Trong một nguyện bao hàm hết thảy các nguyện, hết thảy các nguyện bao hàm một nguyện. Vì thế, thành đức cũng là một và nhiều. Trong một đức trọn đủ hết thảy các đức. Trong hết thảy các đức có một đức. Nhất đa dung dung. Đấy chính là chân tướng sự thật. Bọn phàm phu chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng cảnh giới nhất đa dung dung, mà cũng chẳng thể diễn tả được. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm đã thấu lộ một chút tin tức. Trong phần trước chúng ta đã đọc rồi đó. Đối chiếu với khoa học kỹ thuật cao cấp trong hiện thời để xem xét. Sẽ thấy các nhà khoa học cũng nói như vậy.
科学家也是这么说嘛。Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ chẳng hai, chẳng khác. Lớn và nhỏ chẳng hai. Nhỏ tức là một, như được dùng ở đây. Lớn thì ở đây nói là nhiều. Nhiều là lớn, một là nhỏ. Một và nhiều chính là lẫn nhau, tức là chẳng có lớn, nhỏ. Nhà Phật nói nhỏ, nhỏ đến mức như một vi trần. Vi trần là thứ nhỏ nhất trong vật chất, chẳng có gì nhỏ hơn thứ này. Nhà Phật gọi nó bằng danh từ cực vi chi vi. Trong một hạt vi trần ấy có thế giới. Chúng ta nói là khắp pháp giới hư không giới đều ở trong vi trần ấy. Vi trần chẳng phóng to. Hư không pháp giới chẳng rút nhỏ. Nghiễm nhiên ở trong ấy có thế giới, có pháp giới. Pháp giới ấy lại chẳng khác gì pháp giới bên ngoài. Tuyệt diệu chẳng thể diễn tả được. Chúng ta rất khó thấu hiểu. Trong phần trước chúng ta đã đọc thấy, ai có thể vào tham quan pháp giới ấy? Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài có thể vào. Vì thế khi tôi giảng kinh thường nhắc nhở mọi người, đối với pháp giới trong vi trần, thì trong pháp giới ấy có vi trần hay không? Đương nhiên là có vi trần. Trong các hạt vi trần ấy có pháp giới hay không? Đương nhiên là có pháp giới. Trong vi trần có pháp giới, trong pháp giới có vi trần, trùng trùng vô tận. Phật pháp thường nói thâm quảng. Quảng thì chúng ta dễ hiểu, chứ thâm chẳng dễ hiểu. Những điều này là thâm sâu chẳng có đáy, rộng chẳng có chừng ngăn. Đấy chính là gì? Tánh đức. Tự tánh vốn là như vậy. Vì sao có thể hiện cảnh giới này? Cảnh giới là hư vọng, chẳng phải là chân thật. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng thì làm sao có thể hiển lộ cảnh giới? Vậy thì tôi phải hỏi quý vị, quý vị có nằm mộng hay không? Rất nhiều người sẽ gật đầu, có chứ, tôi có nằm mộng. Cảnh giới trong giấc mộng của quý vị có phải là hư vọng hay không? Vậy thì vì sao quý vị có thể thường nằm mộng? Quý vị có nghiên cứu vì sao có thể nằm mộng hay chăng? Mộng từ đâu mà có? Sau khi đã tỉnh giấc, mộng đi về đâu? Quý vị tham cứu thấu triệt những chuyện này, quý vị cũng sẽ tham cứu thấu triệt các hiện tướng trong hiện thực. Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất khéo: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Câu này nói lên điều gì? Bảo rõ đó là quyển tướng, chẳng phải là chân thật. Đã là quyển tướng, quý vị cần gì phải chấp chặt? Chấp chặt chính là chấp trước. Quý vị cần gì phải chấp trước? Cần gì phải phân biệt? Quý vị cần gì phải khởi tâm động niệm đối với các hiện tướng? Khởi tâm động niệm là mê, chẳng có giác nữa. Phật pháp dạy người ta tu hành chẳng có chi khác, có thể nói xuyên suốt bằng một câu. Vậy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng,
mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị. Chỉ cần chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, người ấy chính là vị Phật rốt ráo viên mãn. Người ấy là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta chẳng giống người ấy, ở trong cảnh giới bèn khởi tâm động niệm, bèn phân biệt chấp trước. Đức Phật nói, quý vị còn khởi tâm động niệm nhưng chẳng có phân biệt chấp trước, quý vị chính là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có phân biệt chấp trước, quý vị chẳng có chấp trước, còn có phân biệt, quý vị là A-la-hán. Chư vị hiểu, A-la-hán đã vượt thoát lục đạo, còn Bồ-Tát vượt thoát mười pháp giới. Sai biệt ở ngay chỗ này. Này chúng ta chẳng thành A-la-hán là vì lẽ nào? Chẳng chịu buông xuống chấp trước. Chẳng biết buông xuống chấp trước thì sẽ tự tại giường ấy. Buông xuống phân biệt càng tự tại hơn. Buông xuống vọng tưởng, chẳng còn khởi tâm động niệm, sẽ đắc đại tự tại. Chúng ta không cách nào tưởng tượng sự đại tự tại ấy. Nói thật thà, sự tự tại của Bồ Tát, sự tự tại của Thanh Văn, chúng ta có muốn cũng không được. Nếu chúng ta có thể thật sự lãnh hội, quý vị sẽ thật sự mong làm. Quý vị chẳng mong đọa lạc nữa. Chấp trước, đọa lạc, phân biệt, đọa lạc, trừ khử phân biệt, chấp trước, quý vị sẽ tiến lên cao hơn. Vì thế trong một có hết thảy, di trần dẫu nhỏ cách mấy, nó có trọn đủ hư không pháp giới, chẳng hề khiếm khuyết mảy may. Vì sao? Nó là tánh đức, là chân tánh. Kinh Kim Cang đã nói rất hay. Những hiện tướng trong vũ trụ là gì? Chính là nhất hiệp tướng. Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, Tắc Phi nhất hiệp tướng, thị danh nhất hiệp tướng. Lời này rất có ý gì? Một, chính là vi trần nhỏ nhất. Các nhà khoa học gọi nó là vật chất cơ bản. Hiện thời họ nói đến nguyên tử, điện tử, lạp tử. Hiện thời còn phát hiện thứ nhỏ hơn lạp tử, gọi là khoa khắc. Đấy có phải là vi trần được nói trong Kinh Phật hay không? Phải biết là trong các loại vi trần cũng có đẳng cấp, nhỏ nhất là cực vi chi vi. Loại hạt nhỏ nhất do các nhà khoa học phát hiện trong hiện thời có phải là cực vi chi vi hay không? Theo tôi nghĩ, các nhà khoa học đã phát hiện nhưng vẫn chưa có cách nào chứng minh. Hạt được phát hiện trong hiện tại, tức là khoa khắc, lượng tử, vẫn chưa phải là cực vi chi vi. Đó chính là loại vi trần được nhà Phật gọi là sắc tụ cực vi. Có thể là họ đã phát hiện thứ này. Hiện thời cực vi chi vi chỉ có trên lý luận. Phải biết là từ toán học suy luận ra thứ này, nhưng vẫn chưa thật sự phát hiện.
Chúng tôi xem một bản báo cáo của Tổng cục Không gian Mỹ. Bản báo cáo ấy nói vật chất chẳng phải là thật. Vật chất do đâu mà có? Từ trong không mà sanh ra có. Điều này rất gần với cực di chi di. Vì Phật Pháp gọi cực di chi di là lân hư trần, nghĩa là gần với hư không. Chỉ cách đôi chút, nó chẳng thể chia nhỏ hơn nữa, tách nó ra sẽ là hư không. Các nhà khoa học nói theo kiểu ấy. Chúng tôi cảm thấy cách nói ấy và kiểu nói cực di chi di trong Phật Pháp hoàn toàn giống nhau. Từ trong không sanh ra có. Vì thế, vật chất chẳng phải là thật. Cái từ trong không sanh ra ấy biến hiện vật chất, tức là hiện tướng, tức vật chất. Thời gian nó tồn tại rất ngắn. Ngay lập tức chẳng còn. Đúng là giống như tia chớp, sáng lòa một chút rồi chẳng có. Nhưng nó có tương trục tướng, không ngừng lóe sáng. Do nó lóe sáng không ngừng, chúng ta thoạt nhìn sẽ thấy là một dần quang minh. Tôi nghĩ các đồng học đều hiểu đạo lý này. Ví như nay chúng ta dùng đèn chiếu sáng, ánh sáng của ngọn đèn chỉ là không ngừng lóe sáng. Vì thế, chúng ta thấy nó là tướng tương tục, tốc độ lóe sáng của nó quá nhanh. Do vậy, chúng ta chẳng có cách nào phân biệt là sự lóe sáng ấy có gián đoạn. Hiện tượng vật chất cũng giống như thế. Đối với tất cả hết thảy hiện tượng vật chất, Đức Phật bảo là tướng có thể không. Vì thế, bản thể của nó chính là không, trọn chẳng thể được, kể cả thân thể của chính chúng ta. Quý vị tham cứu thấu triệt chân tướng sự thật này, sẽ chứng quả A-la-hán. A-la-hán là như thế nào? Trong phần trước, chúng tôi đã từng thưa trình biết hết thảy là không. Đấy chính là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là biết vạn pháp đều không. Chẳng phải là không có vạn pháp, vạn pháp là tướng có thể không. Do vậy, trọn chẳng thể được, chẳng thể được mà quý vị nghĩ đến, tức là quý vị đang giấy vọng tưởng, hễ tưởng sai mất rồi. Trọn chẳng thể được mà quý vị cứ nhất định muốn đạt được, vậy là quý vị chấp trước. Chẳng thể nào. Do vậy, quý vị phải nghĩ thấu suốt. Nghĩ thấu suốt chính là thấy thấu suốt. Như Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi, đã hiểu rõ, trong hết thảy các pháp sẽ chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt, chẳng còn khởi tâm động niệm. Vì sao? Tất cả đều là giả. Khởi tâm động niệm là sai lầm. Biết các hiện tượng trong toàn thể vũ trụ là chuyện như thế nào? Đức Phật đã nói tuyệt diệu. Tự tánh khởi tác dụng. Ngài nói câu này tột cùng hay khéo. Các hiện tượng trong toàn thể vũ trụ chính là gì? Tự tánh khởi tác dụng. Tự tánh có thể, có tướng, đương nhiên là có tác dụng. Tướng chẳng phải là thật,
là giả, cho nên nó có thể nảy sanh biến hóa thuận theo cái tâm của chúng sanh. Đấy chính là như Đức Phật thường nói, chính là nói với chúng sanh trong lục đạo. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Thiện pháp sanh từ tâm tưởng, ác pháp cũng sanh từ tâm tưởng. Vì thế, hễ tâm là thiện, chẳng có gì bất thiện. Thiện tâm là gì? Hoàn cảnh nhân sự tốt lành, hoàn cảnh vật chất cũng tốt lành. Mưa hòa gió thuận, nếu tâm bất thiện, hoàn cảnh nhân sự sẽ bất thiện, hoàn cảnh vật chất cũng bất thiện. Thiên tai, nhân quả, đấy là Đức Phật nói về hiện tượng trong lục đạo chúng sanh. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Vì thế giáo dục quá trọng yếu. Đối với mục đích giáo dục, chúng tôi đã nói rất nhiều. Làm như thế nào để khiến cho con người giữ gìn ý niệm tốt lành? Vì tánh con người vốn lành, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Làm thế nào để có thể giữ gìn bản tánh? Nếu ai nấy đều có thể gìn giữ, thế giới này sẽ là thế giới qua tạng, là thế giới cực lạc. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm địa của mỗi cá nhân đều thiện, hành vi đều thiện, thế giới này sẽ là thế giới cực lạc. Vì thế, mục tiêu thứ nhất của giáo dục ở ngay chỗ này. Mục tiêu thứ hai là làm thế nào để khuếch đại thiện tâm và thiện hạnh. Hòa lẫn cùng hết thảy chúng sanh. Dung hợp thành một thể. Đấy là sự giáo dục của Đức Phật. Xã hội hiện thời biến thành nông nổi này, là do phương hướng giáo dục sai lầm. Nó chẳng nhằm dạy con người tốt lành, mà nhằm dạy họ thành kẻ bất thiện. Dạy con người những gì? Dạy người ta cạnh tranh, dạy người ta đấu tranh. Dạy người ta ích kỷ, dạy người ta tổn người lợi mình. Ai nấy đều có cái tâm như vậy, xã hội rối loạn. Hiện thời mức độ rối loạn đã đến mức khiến cho mọi người mắt ngó sững, lòng kinh quản. Có rất nhiều đồng tu nói với tôi, hiện thời con cái chẳng nghe lời cha mẹ, không chỉ là chẳng vâng lời, lại còn thường xuyên đấu khẩu. Cãi lẫy với cha mẹ là chuyện rất bình thường. Nhà nào cũng đều có thể thấy chuyện này. Hiếu thuận là gì? Chẳng có ai hiểu. Không chỉ là trẻ nhỏ không hiểu, kẻ làm cha mẹ cũng chẳng biết luôn. Vì sao biến thành nông nổi này? Hiện thời lão móng cãi trả, đấu khẩu. 10 năm sau chỉ sợ rằng hàng ngày đánh nhau. Đánh nhau ắt sẽ dùng đến dao, đến súng.
Tôi hình dung chuyện này là gì? Giáo dục khủng bố. Hiện thời, nói đến phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố là do dạy dỗ mà ra. Hiện thời, mỗi gia đình đều dạy dỗ theo kiểu như vậy. Trong tương lai, con cái của quý vị đều biến thành phần tử khủng bố. Khủng bố đối với ai? Đối với cha mẹ, đối với anh em trai, đối với chị em gái, đối với người trong họ. Gia đình sẽ biến thành nơi chốn khủng bố. Trong xã hội lại càng chẳng cần phải nói nữa. Đáng kinh hãi quá. Thế giới này còn có thể duy trì được chăng? Đó gọi là ngày tàn của thế giới. Vì thế trong hiện thời, nếu chẳng cứu vãn giáo dục luân lý đạo đức, quý vị hãy nghĩ trong tương lai vấn đề xã hội sẽ nghiêm trọng dường ấy. Cứu như thế nào? Hãy học đệ tử quy. Những ai cần phải học? Nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp, mọi người cùng học. Xã hội mới được cứu, mới có thể quay đầu. Trẻ nhỏ học, người lớn chẳng học, chẳng thâu được hiệu quả. Người lớn học, trẻ nhỏ không học, cũng chẳng thâu được hiệu quả. Giáo dục toàn dân chẳng phải là giáo dục toàn thể dân chúng của một quốc gia, mà là giáo dục toàn thể nhân dân trên thế giới. Chúng ta phải có sự nhận thức này, phải có tấm lòng từ bi này, thúc đẩy mở rộng sự giáo học này. Đấy là tự cứu, cứu người khác. Cứu người khác thật sự là cứu chính mình. Một mình ta niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc, muốn trốn tránh trách nhiệm, quý vị có thể trốn thoát hay không? Vì sao chẳng trốn được? Chưa chắc quý vị đã có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Quý vị hỏi vì sao ư? Quý vị chẳng có tâm từ bi. Chẳng có tâm từ bi, tức là trong Bồ Đề Tâm đã thiếu một yếu tố là từ bi. Quý vị thấy đó, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Sau đó chẳng có từ bi, Bồ Đề Tâm của quý vị sẽ chẳng thể viên mãn. Chỉ sợ thế giới cực lạc chẳng thâu nhận quý vị. Phải có tâm từ bi. Tâm từ bi là bỏ mình vì người, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Giúp người thì chớ nên chấp tướng, chớ nên có phân biệt, chấp trước. Quý vị giúp đỡ người mà vẫn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, y như cũ, sẽ luôn tiến cao hơn. Nếu quý vị có phân biệt, chấp trước, chuyện này sẽ khó lắm. Bồ đề tâm của quý vị đã bị biến chất, chẳng phải là bồ đề tâm thật sự. Hãy nhớ, Đức Phật đã dạy, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm đã biến chất, toàn bộ những việc làm của quý vị đều bị biến chất. Cứ ngỡ chính mình là thiện, trên thực tế là bất thiện, vì tâm biến chất. Trong quá khứ, thầy Lý thường dạy chúng tôi, ngài nêu một tỷ dụ. Một chén đề hồ. Kinh Phật nói đề hồ là một thứ để uống ngon lành nhất. Bỏ thêm vào đấy một giọt độc dược, toàn thể sẽ biến thành thuốc độc. Tỷ dụ ấy có ý nói, trong thiện tâm chớ nên xen tạp mảy may ý niệm bất thiện nào. Hễ xen tạp, toàn thể thiện tâm sẽ biến thành xấu xa. Quý vị nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà chẳng có từ bi, những điều trước đó toàn là giả.
Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác đều chẳng có. Chân thành biến thành hư ngụy, thanh tịnh biến thành ô nhiễm, bình đẳng biến thành kiêu căng, ngã mạn. Chánh giác biến thành mê hoặc. Năm điều là một, một chính là năm. Trong chân thành chắc chắn sẽ hàm nhiếp viên mãn. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong từ bi quyết định có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, một và nhiều dung hợp lẫn nhau. Đấy mới là viên mãn, là thuần thiện. Thiện tâm thật sự chính là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Cái bổn thiện ấy chính là thiện tâm. Nay chúng ta làm như thế nào để có thể từ bất thiện quay về bổn thiện, sẽ có niềm vui sướng to lớn trong ấy. Các đồng học ở đây ai nấy thiện căn sâu dày. Nếu chẳng phải là thiện căn, phước đức, nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp, quý vị sẽ chẳng thể nào đến giảng đường này nghe Kinh Hoa Nghiêm suốt 2 tiếng đồng hồ. Bài kệ Khai Kinh có câu: Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Quý vị thấy hương cảng có bao nhiêu người? Đừng nói hương cảng, trong tòa cao ốc này có bao nhiêu người? Có mấy ai bước vào giảng đường để nghe Kinh Hoa Nghiêm? Quý vị bèn hiểu lý do vì sao Phật, Bồ Tát hết sức cảm thán: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được làm thân người, chẳng biết nghe Phật Pháp, luống uổng đời này. Quý vị có thể thấu hiểu tầng ý nghĩa này, mới hiểu làm thân người thì điều đáng quý nhất là gì? Nghe Phật Pháp. Sau khi đã nghe Phật Pháp, làm sao người ấy có thể bỏ qua cho được? Sẽ là dùi mài chẳng bỏ. Trong nhân gian, điều gì sung sướng nhất? Nghe Pháp là sung sướng nhất. Quý vị mới hiểu câu đầu tiên do Khổng Lão Phu Tử đã nói trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Duyệt là vui sướng. Trong thế giới này, trong nhân gian, trên cõi trời, chẳng có điều nào vui sướng bằng chuyện này. Tuyệt đối chẳng phải là niềm vui do ăn uống thỏa thích như người thế gian đã nói. Ăn uống thỏa thích thì trong tương lai phải vào tam đồ, phải đến đó chịu khổ. Hơn nữa, để ăn uống thỏa thê trong hiện tiền, quý vị phải đổi bằng cái giá cỡ nào? Quý vị suy ngẫm sẽ thấy chẳng đáng giá. Phải trả cái giá gì vậy? Bản tánh bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Đấy là cái giá quý vị phải trả. Đối với thân thể này, thân thể sống theo kiểu đó, kiểu sống ấy bất bình thường, chính là lối sống chẳng lành mạnh. Quý vị sẽ mắc phải đủ thứ bệnh tật. Giảm sút tuổi thọ trên một mức độ rộng lớn. Lúc tôi còn trẻ, thầy có nói với chúng tôi, thầy là một vị thầy lang rất giỏi. Tôi đang nói về thầy Lý. Thầy bảo tôi suốt đời thầy xem bệnh, chẳng có lần nào xem bệnh lầm lẫn. Thầy bảo ta nắm chắc chuyện này.
Thầy cũng từng làm quan tòa. Thầy nói, làm quan tòa xét các vụ án, nếu chẳng lưu ý sẽ khiến kẻ khác bị oan uổng. Thầy nói, chuyện ấy có thể có. Chứ chẩn bệnh, dùng thuốc, trong đời này quyết định chẳng phạm sai lầm. Lời ấy có dụng ý rất sâu. Thầy nói theo lý luận của y học Trung Hoa, tức là dựa theo những điều được nói trong chương Linh Xu của Hoàng đế Nội Kinh, phần luận định về thọ mạng của con người. Con người là một cỗ máy ấy vận hành, quý vị phải khéo bảo dưỡng nó, yêu thương, bảo dưỡng nó, sẽ có thể dùng đến 200 năm. Tức là nói cỗ máy ấy thông thường có thể sử dụng tới 200 năm. Dùng chẳng lâu như thế, tức là bản thân quý vị chẳng biết dùng, đã phá hư nó. Cụ nói lời ấy rất hợp lý. Vì thế, Phật môn đề xướng ăn chay. Khi đó tôi đã nghĩ, đạo dưỡng sanh trong nhà Phật là viên mãn nhất. Người trong xã hội chỉ biết vệ sinh, sinh là sinh lý. Đạo Hồi biết vệ tánh. Đối với thức ăn, họ có chọn lựa. Phàm những gì có tánh chất bất hảo, thảy đều không ăn. Phật giáo chọn lựa ăn chay, chính là vệ từ bi tâm, tức là bảo vệ cái tâm từ bi. Vì thế, cách ăn uống của Phật giáo là vệ sinh. Vệ tánh, tức là tánh tình rất thiện lương. Lại còn vệ tâm, tức là vệ từ bi tâm. Đấy là viên mãn. Tôi hiểu rõ đạo lý này, chọn lựa ăn chay. Ba phương diện đều quan tâm, đấy là cách sống lành mạnh nhất. Người trong thế gian chẳng hiểu, tưởng ăn chay có công đức gì đó. Tôi chẳng phải là xuất phát từ chỗ ấy, mà là do thông đạt lý luận. Đấy là sự lựa chọn lành mạnh nhất, tốt đẹp nhất. Vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút.